Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với giải bóng đá hội nội thất ô tô tranh cúp TSP 2022. Trước mắt chúng ta là trận đấu giữa TSP và FC Liên Minh. Để cho quý vị và các bạn dễ tiện theo dõi, TSP hôm nay ra sân với trang phục áo trắng quân đen, với thủ thành mang số 1 Nguyễn Quang Huy, số 3 Vũ Đức Thiện, số 7 Trần Đức Trọng, số 10 Nguyễn Quang Thế, số 19 Trần Minh, số 88 Văn Khởi và số 89 Dương Hoàng Long. Bên phía FC Liên Minh ra quân với trang phục áo đỏ, quân đỏ, với cầu thủ mang áo số 3 Tiểu Đô Đô, số 10 Giáng A Bá, số 15 Hùng Phan, số 18 Nghĩa Dâu, số 20 Vương, số 22 Trương Độ Xe. Trận đấu chính thức được bắt đầu. TSP là những người ra bóng trước. Dứt điểm. Trần Minh là người có cú sút đầu tiên bên phía TSP. Người đang cầm bóng là Trương Độ Xe. Đập nhả tốt. Với những cái tên trên sân thì cả hai đội đều có những toan tính riêng của mình. Đặc biệt đây là một trận cầu 3 điểm. Không ai muốn thua trong trận đấu này cả. Tranh chấp bóng rất quyết liệt. Dứt điểm. Một tình huống sút bóng của Vũ Đức Thiện. Và người chạm bóng cuối cùng là Quang Huy. Có điểm đặc biệt là Quang Huy trận đấu này mặc áo số 1 nhưng anh không bắt gôn mà đá tiền đạo. Còn thử thành chấn giữ khung thành của TSP là Dương Hoàng Long, cầu thủ mang áo số 89. Đã có lỗi. Trọng tài chính điều khiển trận đấu này là trọng tài người Việt Nam, Tân Ngọc Châu. Quang Huy vẫn đang là Quang Huy. Quang Huy xoay sở. Không thể cung ngay cú sút điểm. Rất tốt. Khống chế bóng rất tốt của Đức Trọng. Sẽ có đá phát biên lên cho FC Liên Minh. Minh Độ ô tô. Vẫn là Minh. Tránh chấp bóng tốt. Với những số điểm hiện tại của cả hai đội bóng trên bảng xếp hạng hiện nay thì đến vòng 3 này, mỗi đội đều có những toàn tính riêng của mình. Đặc biệt là với chiến thuật, với con người hiện tại trên sân, THP đang lựa chọn lối đá không chế bóng rất tốt. Dứt điểm đi. Tuyệt vời. Tỷ số đã được mở và người ghi bàn là Giang A Bá. Bàn thắng mở được mở rất sớm. Một tình huống phản công mẫu mực của FC Liên Minh và người chấp cờ vừa rồi là Giang A Bá. Để
Một cú sút miễn chê của anh. Một không cho FC Liên Minh. Như chúng ta đã nói thì FC Liên Minh chơi phòng ngự phản công rất sắc. Và số 10 Giang A Bá, tiền đạo sẽ lĩnh cứu sướng hàng công trong trận đấu này, là một ngòi nổ nguy hiểm mà FC Liên Minh đang có trong tay. Ngay đầu trận anh đã mở bàn. Một lời chào sân hết sức ấn tượng của FC Liên Minh cũng như của Giang A Bá. Không có gì nguy hiểm cả. Với một trận thắng, một trận thua, TSP biết mình cần phải làm gì ngay lúc này. Đức Thành. Xin lỗi quý vị, vừa rồi là Trương Độ Xe. Tình huống phất bóng lên. Cắt bóng tốt. Bóng quay lại tầm kiểm soát của TSP. Rất vội, một tình huống phá lên rất vội của Khởi Béo. Đội trưởng của TSP và hình ảnh của Khởi Béo giúp ta liên tưởng đến bầu Việt Quảng Ninh của Gia Việt. Phản công cho FC Liên Minh. Nghĩa Dầu. Cú sút vừa rồi của Minh Ô Tô. Chính bóng rất tốt ở khu vực giữa sân. Vẫn là các cầu thủ FC Liên Minh. Trường Độ Xe. Một tình huống đập nhả 1-2 giữa Trường Độ Xe và Vương. Cắt bóng tốt. Một tình huống cắt bóng rất tốt của cầu thủ mang áo số 15 Hùng Phan. Với binh hùng tướng mạnh của mình thì FC Liên Minh rất tự tin có thể triển khai được lối đá sở trường của mình trong trận đấu này. Tuy nhiên liệu thể hình tốt của TSP có thể chiếm được những lợi thế nhất định trong trận đấu này hay không? Một tình huống cắt bóng. Cắt bóng tốt, phản công. Một tình huống bắt tốc độ của Giang Alo. Dứt điểm đi. Đáng tiếc quá. Một pha bắt tốc độ rất tốt của Giang A Bá. Một tình huống bắt tốc độ rất tốt của Giang A Bá. Nhưng đáng tiếc cú sút là hơi thiếu may mắn một chút thôi. Sút ngay. Người vừa tung cú sút bên phía TSP là cầu thủ hàng số 1 Quang Huy. Minh Ô Tô. Vương. Còn không. Dứt điểm đi. Một tình huống cản phá xuất thần của thủ thành Hoàng Long. Từ đầu trận đấu bây giờ FC Liên Minh đã có cho mình rất nhiều những cơ hội nguy hiểm. Băng cắt. Lại là Giang A Bá, cái tên mà chúng tôi nhắc đến rất nhiều lần trong ngay hiệp đấu này. Băng cắt tốt, tốc độ tốt, dứt điểm tốt. Một số 10 điển hình cho sân 7 này. Thoát người của Quang Huy. Không có gì nguy hiểm đối với thủ thành bên phía FC Liên Minh. Đây là Minh Độ Ô Tô. Kịp không? Giang A Bá rất tự tin với kỹ thuật của mình, nhưng đáng tiếc là tình huống chơi bóng vừa rồi là hơi dài và phản công cho TSP. Đã có lỗi. Tiếng còi của trọng tài Tân Ngọc Châu đã vang lên và sẽ có sút phạt cho các cầu thủ FC Liên Minh. Xin lỗi quý vị, là sẽ có tình huống sút phạt cho các cầu thủ THP. Đây là Trần Minh. Phải chăng sẽ là một tình huống chuyền cột 2? Rất có ý đồ. Không kịp rồi, người vừa cắt bóng là cầu thủ hàng số 5 Minh Độ Ô Tô. Một tình huống cắt bóng chủ động. Bóng đã được giải vây. Phản công cho FC Liên Minh. Làm gì? Không được. Dứt điểm. Một tình huống dứt điểm tốt của Quang Thế. Nhưng đáng tiếc bóng đã chạm vào người của cầu thủ FC Liên Minh. Không được.
sẽ có phạt góc. Một tình huống đẩy bóng chủ động của Thứ Thành. Tiểu Đô Đô. Sẽ có phạt góc cho TP và liệu họ sẽ làm gì? Không có gì nguy hiểm cả. Tiểu Đô Đô đã làm chủ tình hình. Phản công không được, một tình huống không hiểu ý nhau giữa hai cầu thủ bên phía FC Liên Minh. Vẫn đang là dáng mà tốc độ rất tốt với thân hình nhỏ bé của mình, nhưng bù lại anh có tốc độ rất tốt, một tốc độ như của một chiếc F1. Mọi đường bóng phát động tấn công đều qua chân của Giang A Bá và anh biết mình phải làm gì. Giang A Bá cắt bóng tốt, phản công cho TSP. Làm gì? Đáng tiếc, một tình huống chạm bóng hơi thiếu nhạy cảm của Quang Huy. Với tỷ số hiện tại là 1-0 nghiêng về cho FC Liên Minh thì TSP cần phải chọn một lối đá tấn công nhanh hơn, đa dạng hơn. Không có gì nguy hiểm cả. Một tình huống chủ động của Hoàng Long. Cắt bóng tốt. Người vừa cắt bóng là cầu thủ áo số 15. Cùng phản. Bình độ ô tô làm gì? Một tình huống phát hiện Giang A Bá đã xuất hiện ở cột 2. Và đường truyền của Minh Độ Ô Tô là rất có ý đồ. Sẽ có đá phạt biên cho FC Liên Minh. Trường Độ Xe. Vẫn đang là Trường Độ Xe. Đây là Vương. Một tình huống trời lăn xả của Đức Thiện. Bóng đang trong chân của Giang A Bá. Rất tốt. Một tình huống phát hiện thấy cầu thủ của mình là Vương lẻn xuống cột 2. Và Giang A Bá đã có ngay một tình huống chuyền vào cột 2 rất chính xác, nhưng đáng tiếc Vương lại có một tình huống chạm bóng hơi mạnh. Những tình huống tấn công rất đơn điệu của TSP và không biết hàng công của họ đang ở đâu và làm gì. Khởi béo. Không được. Tình huống cắt bóng tốt của cầu thủ mang số 20 Vương Ngô Tổ. Với những con người trên sân, chúng ta thấy TSP vượt trội hoàn toàn về thể hình. Còn FC Liên Minh họ rất nhỏ, nhưng nhỏ có võ và họ đã mở được tỷ số đầu tiên. Minh Độ Ô Tô làm gì? Không được, một tình huống cắt bóng chủ động của Khởi Béo, đội trưởng bên phía TSP. Độ Ô Tô. Giang A Bá. Vẫn còn. Tình huống xử lý bóng hơi khó hiểu của cầu thủ mang số 20. Phất bóng lên cho TSP. Làm gì? Một tình huống tỉ lệ của Quang Huy. Nhưng kinh nghiệm của cầu thủ mang số 15 Hùng Phan đã giúp cho FC Liên Minh thoát một tình huống nguy hiểm. Hoàng Long. Bóng trong chân của Khởi Béo. Tâm lý thực sự thoải mái của các cầu thủ FC Liên Minh. Và vừa rồi Nghĩa Dâu đã có một tình huống xử lý
rất phút sàn. Không có gì nguy hiểm, vẫn là tình huống của Thực Hành bên phía FC Liên Minh. Làm gì đây? Một tình huống xuất biên thanh bàn nhưng không được tính của Đức Trọng và phản công cho FC Liên Minh. Đây là Giang A Bá. Kỹ thuật của Giang A Bá. Vẫn là Giang A Bá. Làm gì? Cột ai? Không vào, quá đáng tiếc. Dứt điểm, vẫn không vào. Vẫn không vào. Ba tình huống xuất điểm liên tiếp của các cầu thủ FC Liên Minh. Chúng tôi đã nhắc về tốc độ của Giang A Bá cũng như các cầu thủ bên phía FC Liên Minh. Nhưng không hiểu sao TP vẫn có thể để lọt những cầu thủ nguy hiểm như vậy. Ba tình huống dứt điểm liên tiếp. Làm gì? Vẫn còn. Vẫn không vào. Người vừa dứt điểm đó là cầu thủ áo số 20. Vẫn còn. Vào không? Quá đáng tiếc. Cả TP lẫn FC Liên Minh đang ăn miếng trả miếng nhau bằng những tình huống phản công sắc lẹm của mình. Làm gì? Minh Độ ô tô. Còn không? Trường độ xe. Rất tốt. Kỹ thuật rất tốt. Làm gì? Không được, phản công cho TP. Dứt điểm. Người giờ dứt điểm đó là Hùng Phan. Sẽ có phạt góc cho FC Liên Minh. Phạt góc cho FC Liên Minh. Làm gì? Từ đầu trận đến giờ các cầu thủ FC Liên Minh lựa chọn cho mình những tình huống phạt góc băng cắt với tốc độ tốt. Họ không sử dụng nhiều những tình huống đá phạt góc để sử dụng chiều cao của các cầu thủ. Bởi những ưu thế của họ là không lớn với chiều cao. Đây là TSP. Về bóng tốt. Vẫn còn. Một tình huống cắt bóng chủ động của cầu thủ vào số 22 Trương Độ Xẻ. Đức Thiện. Đã có tình huống chạm tay của cầu thủ Đức Trọng mang số 7. Như chúng ta có thể thấy trên sân thì Hùng Phan nói đá chắc chân lên. Còn Quang Huy thì nói thế á thế thôi. Phải chăng là một tình huống lời ra tiếng vào rất hài hước của hai cầu thủ trong sân. Đây là Minh Độ ô tô. Minh Độ ô tô. Cột hải. Những mảng miếng tấn công rất đơn giản của FC Liên Minh nhưng họ vẫn đang rất thành công với những phương án tấn công này. Đỡ bóng tốt đến từ vị trí của cầu thủ mang số 15. Hùng Phan. Minh Độ ô tô. Hơi vội. Vẫn là Hùng Phan. Bóng quay lại quyền kiểm soát của TSP. Quang Thế. Cắt bóng tốt. Không có lỗi, phản công. Làm gì? Giang A Bá. Đấy là Giang A Bá. Không được. Một tình huống thoát tốc độ không tốt của Hòa Giang A Bá. Quang Huy. Phá bóng rất nhanh. Trường độ xe làm chủ tình hình. Và phạt góc cho TSP. Tiếp tục là một tình huống phạt góc. TSP đang muốn đẩy nhanh tốc độ trận đấu này. Không được. Phản công. Nghĩa Dầu. Đây là Nghĩa Dầu. Hùng Phản. 4-2. Làm gì? Nghĩa Dầu. Dứt điểm đi.
Không vào, quá đáng tiếc, một tình huống xử lý quá đáng tiếc của Nghĩa Dầu. Đáng lẽ ra trong tình huống ấy Nghĩa Dầu có thể làm tốt hơn những gì mà anh vừa xử lý. Vô số các cơ hội mà FC Liên Minh đã tạo ra, nhưng tỷ số vẫn chỉ là 1-0 cho FC Liên Minh thôi. Ngay lập tức FC Liên Minh đã có sự thay đổi người. Cầu thủ mang áo số 20 Vương đang có dấu hiệu ra dấu được thay người. Chun Ca sẽ là người được thay cho Vương 20. Dứt điểm. Một tình huống dứt đỏng, dứt điểm tốt của Đức Trọng. TP vẫn còn, bóng vẫn còn cho thằng TP. Làm gì? Vẫn là sự chủ động của thủ thành bên phía FC Liên Minh. Từ đầu trận đến giờ Tiểu Đô Đô vẫn cho thấy sự tập trung của mình trong cả trận đấu này, trong hiệp đấu này. Chun Ca được vào sân. Tiểu Đô Đô làm tốt phản công cho FC Liên Minh. Hùng phản kịp không? Minh Độ ô tô hết biên rồi. Một tình huống chạy không biết mệt mỏi của cầu thủ hàng số 5 Minh Độ ô tô. Đội cánh của FC Liên Minh trong trận đấu này hoạt động rất hiệu quả, lên công về thủ không biết mệt. Vẫn còn cắt bóng tốt. Vừa cắt bóng là Nghĩa Dầu. Chun Ca vẫn là Quang Huy, vẫn là Quang Huy. Không được, khống chế bóng rất tốt. Nghĩa Dầu phản công cho FC Liên Minh. Minh Độ ô tô làm gì? Một tình huống hơi lưỡng lự của Minh Độ ô tô. Đó là một tình huống dứt điểm ngay thì hợp lý hơn. Khởi béo. Đây là Quang Huy. Làm gì? Kịp không? Với tốc độ và thân hình của mình thì thật khó có thể khiến cho Quang Huy làm nên điều bất ngờ trong tình huống vừa rồi. Gần như tốc độ của mình, những cái gì tuyệt vời nhất của mình, phải chăng Quang Huy đã để lại, gửi gắm với lại thanh xuân của mình khi ở cái tuổi của anh không cho phép anh có những tình huống bứt tốc trước những các cầu thủ trẻ. Quang Huy, một tình huống xử lý bóng tốt của Đức Trọng. Làm gì? Sút xa của Quang Thế. Còn xoay sở tốt của cầu thủ mang số 19 Trần Minh. Đức Trọng, bóng trở lại quyền kiểm soát của Trần Minh. Vẫn là Trần Minh, không có gì nguy hiểm cả. Phải chăng TSP đang gặp những bế tắc nhất định trong việc triển khai lối chơi của mình? Họ sử dụng nhiều tình huống sút xa để giải quyết, nhưng từ đầu trận giờ những tình huống sút xa của TSP vẫn chưa đem lại hiệu quả. Cắt bóng của Nghĩa Dầu. Quang Huy, một tình huống làm tường của Quang Huy cho Đức Trọng dứt điểm. Minh Độ ô tô hơi đuối trong tình huống xử lý bóng vừa rồi. Cắt bóng tốt Nghĩa Dầu. FC Liên Minh đang dẫn trước với tỷ số 1-0. Họ đang muốn điều chỉnh nhịp đấu, trận đấu chậm lại và điều chỉnh theo lối chơi của họ. Trong giải đấu này cũng như là trong bảng Euro này, FC Liên Minh được đánh giá là đội nhỉnh hơn với sự góp mặt của Hùng Phan, Giang A Bá. Nhưng tên tuổi máu mắt của giải bóng đá phủi sân 7 tại Hà Nội
dứt điểm. Một tình huống dứt điểm hụt của Quang Huy. Làm gì? Đấy là Hùng Phan. Tốc độ của Hùng Phan. Tình huống cắt bóng tốt của cầu thủ mang áo số 19 Trần Minh. Như chúng ta đã thấy thì với thân hình nhỏ của mình, FC Liên Minh biết sử dụng những tốc độ, những kỹ thuật điều luyện để vượt qua các cầu thủ cao to bên phía TSP. Giang A Bá, đây là Hùng Phản. Một tình huống đập nhả 1-2 dứt điểm của Hùng Phản, nhưng đáng tiếc tình huống dứt điểm lại hơi cao so với khung thành của Thư Thành mang áo số 89 bên phía FC TSP. Đức Trọng, đây là Hùng Phản. Hùng Phản, tốc độ của Giang A Bá, đáy biển. Sẽ có tình huống phạt góc cho FC Liên Minh. Thanh báo hai người các anh ơi. Hai người anh đâu đâu đâu. 11 Minh ô tô. 88. Tình huống không hiểu ý của cầu thủ mang số 18 Nghĩa Dầu. 88. Nào cửa hộ cục thế. Rất tốt của Đức Trọng. Đức Trọng làm gì? Vẫn là Đức Trọng. Liên tục bóng vào Đức Trọng. Hơi chần chừ. Một tình huống hơi chần chừ của Đức Trọng. Và ngay lập tức Minh Độ Ô Tô đã đoạt được đường bóng. Trắng ra. TSP đã có sự thay đổi ngay lập tức. Vào vào đi anh. Vào đi vào đi vào đi. Khởi Béo được rút ra nghỉ và cầu thủ mang số 11 Bùi Vinh được vào sân. Bám người luôn em ơi. Bên ngoài sân, huấn luyện viên Quốc Vương của bên phía TSP đang có những chỉ đạo rất sát sao vào trận đấu. Và trận bóng đầu tiên của Quang Vinh không có gì cả. Giang A Bá, Nghĩa Dầu. Một tình huống chuyền bóng hơi tối của Nghĩa Dầu. Phản công cho TSP. Đức Thiện. Đó là có lỗi phạt biên cho các cầu thủ TSP. Trường độ xe. Minh Độ Ô Tô. Vẫn là Minh Độ Ô Tô. Và người không thành công. Thất bóng tốt. Có gì nguy hiểm cả. Bóng quay trở lại quyền kiểm soát của FC Liên Minh. Trung độ ô tô làm gì? Trung độ xe à? Hùng Phan. Vẫn là Hùng Phan. Giang A Bá. Dứt điểm đi. Tuyệt vời 2-0. Một mảng miếng tấn công rất đơn giản nhưng hiệu quả của các cầu thủ FC Liên Minh. Và người vừa ghi bàn đó là cầu thủ mang số 18 Nghĩa Dầu. 2-0. Rất dễ dàng. Một tình huống đập nhả 1-2 giữa Giang A Bá và Nghĩa Dầu. Và chúng tôi đã nói sự nguy hiểm của Giang A Bá. TSP phải chăng họ hơi chủ quan trong tình huống phòng ngự vừa rồi. Đức Trọng. Dứt điểm ngay. Không có gì nguy hiểm. Nghĩa Dầu. Hùng Phan. Minh Độ Ô Tô. Bóng quay trở lại với Hùng Phan. Nghĩa Dầu. Chun Ca. Cắt bóng tốt. Phản công cho TSP làm gì? Không được. Hùng Phan. Kinh nghiệm của Hùng Phan. Tốc độ của Hùng Phan. Vẫn đang là Hùng Phan. Giang A Bá. Không được. Vẫn là Giang A Bá. Trận đấu chơi rất cháy của Giang A Bá. Và như vậy hiệp 1 của trận đấu này đã được kết thúc. Tỷ số là 2-0 nhưng về FC Liên Minh. Người ghi bàn là các cầu thủ số 10 Giang A Bá và số 18 Nghĩa Dầu.
lần thứ nhất. PHP, giải pháp công nghệ cho xe của bạn. Công ty cổ phần phát triển công nghệ THP chính thức thành lập vào ngày 20 tháng 2 năm 2019, được sáng lập bởi ông Đào Xuân Công. Ông đã có hơn 10 năm kinh nghiệm và niềm đam mê về nội thất ô tô. Được tiếp xúc với môi trường công nghệ tiên tiến cùng với sự sáng tạo nắm bắt kiến thức nhạy bén, ông đã thành lập công ty để đưa ra những sản phẩm chất lượng nhất gửi đến quý khách hàng. THP là một trong những công ty chuyên nghiên cứu và phát triển, sản xuất và kinh doanh phụ kiện đồ chơi ô tô. Trải qua hơn 4 năm phát triển, công ty THP hiện tại là nhà phân phối thiết bị gập gương lên xuống kính hàng đầu trong cả nước, có hàng trăm đại lý trên khắp các tỉnh thành tại Việt Nam, cung cấp mỗi tháng hơn 20.000 sản phẩm gập gương lên xuống kính, hàng chục nghìn sản phẩm gập gương, hàng nghìn sản phẩm đề nổ từ xa và đang tiếp tục mở rộng quy mô với mục tiêu mang đến thiết bị tiên tiến nhất, tiện lợi nhất với giá thành tốt nhất trên thị trường. Từ khi thành lập đến nay, THP đã không ngừng nỗ lực phát triển, luôn giữ vị trí hàng đầu trên thị trường phụ kiện đồ chơi xe hơi, tự hào là một trong số ít những doanh nghiệp chuyên phân phối các dòng sản phẩm phụ kiện xe hơi được người tiêu dùng tin tưởng và ủng hộ. Đặc biệt, ông Đào Xuân Công đã nghiên cứu cho ra thị trường bộ sản phẩm gập gương lên xuống kính VinFast Fadin đầu tiên tại Việt Nam trong thời gian này, đáp ứng nhanh chóng nhu cầu của thị trường. Bên cạnh đó, ông đã và đang nghiên cứu phát triển thêm nhiều sản phẩm khác, phục vụ cho ngành nội thất ô tô như Smart Key cho tất cả các dòng xe của các hãng, đèn LED nội thất, đèn bi gầm và một số sản phẩm khác. Năm 2020-2021, đại dịch COVID-19 đã ảnh hưởng rất lớn đến hoạt động sản xuất, kinh doanh. Tuy nhiên, trong giai đoạn khó khăn này, công ty cổ phần phát triển công nghệ THP vẫn đứng vững trên thị trường, có nhiều phúc lợi tốt cho toàn thể cán bộ, công nhân viên của công ty. Bên cạnh hoạt động sản xuất, kinh doanh, các chương trình thiện nguyện cũng là một trong những hoạt động được THP chú trọng nhằm giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn trong xã hội. Công ty đã tổ chức tham gia các hoạt động từ thiện từ Bắc vào Nam, trao yêu thương đến đúng người cần. Công ty cổ phần phát triển công nghệ THP hiện nay có hai thương hiệu chính, đó là THCP và D-Smart, cung cấp các sản phẩm gập gương lên xuống kính và gập gương hầu hết các dòng xe trên thị trường: Hyundai, Honda, Toyota, Mazda, Suzuki, Mitsubishi và các dòng xe khác. Với những ưu điểm vượt trội như cắm rắc nối hoàn toàn không cần phải cắt dây đấu nối, thao tác nhanh gọn, tự động gập gương lên kính bằng điều khiển remote, tích hợp auto một chạm cả bốn cánh cửa, tính năng chống kẹt vô cùng an toàn, tiện lợi khi nhà có trẻ nhỏ. Đèn nổ từ xa D-Smart cho các dòng xe có sẵn nút engine start stop nguyên bản, đèn nổ từ xa bằng remote zin của xe, đèn nổ từ xa bằng app iKey trên điện thoại di động, mở cửa xe bằng app và trực tiếp vận hành xe không cần tái đề, tự động tắt máy nếu sau 10 phút không mở cửa lên xe, cắm rắc zin 100% không đấu nối, không cắt dây với dòng xe Honda CR-V Civic. Các sản phẩm đều có chế độ bảo hành 1 đến 2 năm, lỗi 1 đổi 1 nếu lỗi nhà sản xuất, luôn có kỹ thuật viên hướng dẫn tận tình. Công ty THP với đội ngũ
nhân viên nhiệt tình, luôn đặt mục tiêu hàng đầu là mang lại trải nghiệm tốt nhất cho khách hàng. Đến với THP, bạn sẽ được trải nghiệm dịch vụ tốt nhất, được chăm sóc tận tình không chỉ như một khách hàng mà còn như một người bạn. Công ty THP hiện có trụ sở tại A18, A19, Trung tâm Thương mại TSQ, Mỗ Lao, Hà Đông và chi nhánh tại phường 11, quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh. Hotline tư vấn 0243 224 7777. Trong 5 năm tới, THP sẽ không ngừng nỗ lực để đưa ra những bước tiến đột phá về sản phẩm, mở rộng quy mô sản xuất và kinh doanh, cung cấp đa dạng các mặt hàng để hợp tác, phát triển vững mạnh hơn cùng quý khách hàng và đối tác. THP hân hạnh là nhà tài trợ kim cương của giải bóng đá hội nội thất ô tô Việt Nam lần thứ nhất. THP, giải pháp công nghệ cho xe của bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với hiệp 2 trận đấu giữa TSP và FC Liên Minh. Kết thúc hiệp 1, FC Liên Minh đang dẫn trước TSP với tỷ số là 2-0. Người ghi bàn là Giáng A Bá và Nghĩa Dầu. Hiệp 2 chính thức được bắt đầu. Chun Cả, Nghĩa Dầu, đây là Hùng Phản. Nghĩa Dầu, Mình Độ Xẻ, vẫn đang là Mình Độ Xẻ, làm gì? Chúng ô tô, Chun Cả, được sút hơi nhẹ của Chun Cả. Đức Trọng, các cầu thủ của TSP chơi vẫn rất nhiệt, mặc dù tỷ số đang là 2-0 nghiêng về các cầu thủ FC Liên Minh, nhưng tinh thần chiến đấu của TSP là thứ mà chúng ta đang nói tại thời điểm này. Một tinh thần không bỏ cuộc. Một tình huống đánh đầu không thành công của Trương Độ Xẻ. Xin lỗi quý vị là Chun Cả. Rất long ngoằng. 3-0. Quá dễ dàng. Người ghi bàn lại là Giang A Bá. Và cú đúp cho Giang A Bá trong trận đấu ngày hôm nay. Một tình huống xử lý bóng không thực sự tốt của các cầu thủ TSP. Và chính xác là cầu thủ vàng số 19 Trần Minh. Giang A Bá chớp cời thơ rất nhanh. 3-0 cho FC Liên Minh. Ngoài sân thì các bóng hồng của TSP đang cổ vũ hết sức nhiệt tình. Có thể trên sân TSP đang bị dẫn trước, nhưng ngoài sân nhan sắc của TSP là 10 điểm, đang dẫn trước các cầu thủ FC Liên Minh với tỷ số là 2-0. Hùng Phản, vẫn đang là Hùng Phản. Làm gì? Nghĩa Dầu, vẫn còn. Dứt điểm, không được. Vẫn còn. Tình huống dứt điểm tiếp theo của Giang A Bá. Một mối nguy hiểm thực sự tiềm tàng của FC Liên Minh. Giang A Bá chạy rất ít, nhưng một khi anh chạy, các cầu thủ P lại phải hít khói của anh. Vẫn là Giang A Bá, làm gì? Không vào. Vẫn còn.
Một tình huống sút hơi thiếu may mắn của Giang A Bá, và chút nữa anh ta sẽ có hat-trick rồi riêng mình trong trận đấu ngày hôm nay. Trần Minh với thể hình tốt của mình thì những tình huống xử lý bóng của anh lại không được như vậy, không được như ý. Thoát người tốt của Chun Ca. Chúng tôi đã nói thể hình của Trần Minh là rất đồ sộ, rất cao lớn, rất phù hợp cho mặt sân 7. Nhưng những tình huống của anh lại xử lý không thật sự dứt khoát. Trần Minh không có gì nguy hiểm cả. FC Liên Bình đá rất thong dong. Vẫn còn, dứt điểm đi. Tỷ số là 1-3. 1-3 cho TSV. Cầu thủ vừa rồi ghi bàn cho TSV rút ngắn tỷ số là cầu thủ mang áo số 10, Quang Thế. Chúng tôi đã nói đi nói lại với tinh thần của TSV, một tinh thần không bỏ cuộc. 1-3, người ghi bàn là Quang Thế. Làm gì? Trung độ ô tô. Đây là Minh độ ô tô, vẫn là Minh độ ô tô. Quang Thế. Tình huống phát động tấn công không thành công của Quang Thế. Chính sự xuất hiện của những bóng hồng của TSP càng khiến cho tinh thần của các cầu thủ trong sân thi đấu cháy hơn và nhiệt hơn. Hùng Phản. Nghĩa Dầu. Vẫn đang là Nghĩa Dầu. Một tình huống chuyền bóng thoáng. Cắt bóng thành công. Nguyễn Thành làm gì đây? Vẫn đang Nguyễn Thành làm gì? Rất chậm. Một tình huống xử lý rất chậm của Nguyễn Đức Thành, cầu thủ mang áo số 22. Quá chần chừ. Cắt bóng tốt. Làm gì đây? Dứt điểm. Vẫn còn. Một tình huống cản phá bóng tuyệt vời của Tiểu Đô Đô. Đức Trọng làm gì? Một tình huống xuất bóng lên trời của Quang Thế. Sao bên kia kiểu gì? Tiểu Đô Đô. Minh Độ ô tô. Nghĩa Dầu. Được coi là ông già gân của FC Liên Minh. Lối chơi của Nghĩa Dầu khiến chúng ta liên tưởng rất nhiều đến Peklo. Rất nghệ sĩ. Mặc dù độ tuổi của anh là khá cao so với mặt bằng chung của các cầu thủ hiện tại đang có trên sân, nhưng kinh nghiệm của Nghĩa Dầu là có thừa và anh biết mình phải làm gì ở khu vực được coi là nhạy cảm nhất của sân 7 này. Minh Độ ô tô sút xa. Tình huống sút điểm rất nguy hiểm của Minh Độ ô tô. Sẽ Liên Bình đang sử dụng một đôi đá rất thong dong. Dứt điểm. Một tình huống dứt điểm ngay của Đức Trọng. Đã có thẻ vàng. Một tình huống xử lý hơi khó hiểu của Đức Thành và không biết lý do anh bị thẻ vàng là gì.
phản ứng hơi thái quá của cầu thủ Đức Thành. À, anh phải nhận thẻ vàng cho tình huống lỗi vừa rồi của mình. Cắt bóng tốt, đây là Quang Thế. Đây là Quang Thế. Làm gì? Phản công ngược lại cho FC Liên Minh. Trung Ngô Tổ. Hùng Phản. Vẫn đang là Hùng Phản. Hùng Phản làm gì? Đánh gót. Không được. Một tình huống đánh gót của cầu thủ mã số 22 Trương Độ Xe. Đây là Trường Độ Xe. Phát bóng lên. Sự thua thiệt của Giang A Bá lại chuyển biến thành cơ hội cho các cầu thủ FC Liên Minh được nhận. Đó là tình huống phạt góc. Phạt góc cho FC Liên Minh. Dứt điểm. Tình huống chuyền rất có ý đồ và phản công cho TP. Nghĩa Dầu tuyệt vời. Phản xạ tuyệt vời của thủ thành mã số 89 bên phía TP Hoàng Long. Với sự già dơ của mình thì Nghĩa Dầu rất biết chọn vị trí cũng như anh biết mình phải xuất hiện ở đâu để đem lại nguy hiểm cho đối phương. Lại là một tình huống phạt góc tiếp theo của FC Liên Minh. Liên Minh liên tục có mình cho mình những tình huống hãm thành nguy hiểm. Hùng Phản. Phản công. Làm gì đây? Quá chần chừ của Quang Thế. Nhưng vẫn đang là Quang Thế. Kịp không? Vẫn còn. Làm gì? Dứt điểm. Vẫn đang là Nghĩa Dầu. Rất kinh nghiệm. Đây là Đức Thành. Làm gì? Một tình huống bắn vào chân đồng đội của Trần Minh. Sức ép của TSP trong hiệp 2 này là rất tốt. Khi mà họ đang bị dẫn với tỷ số là 3-1. Bắt buộc họ phải tấn công. Nhưng chính những tình huống tấn công sẽ mở ra tình huống phản công lại cho Liên Minh. Và chúng ta đã biết Liên Minh là một đội bóng chơi phản công rất hay. Vẫn còn. Làm gì? Dứt điểm đi! 2-3. 2-3 cho Tết Bê và người ghi bàn là Đức Trọng. Một tinh thần không bỏ cuộc. Tuyệt vời. 2-3. Một tình huống dứt điểm của Đức Thiện. Tuyệt vời. Tinh thần mà chúng ta đang cứ nói. Và tiếp tục là Tết Bê. Làm gì? Vào không? Tuyệt vời! Một cuộc lội ngược dòng. Một cuộc lội ngược dòng tuyệt vời của TSP. 3-0. Vẫn là Đức Thiện. 3-0. 3-0 cho TSP và người ghi bàn vẫn là Đức Thiện. Tuyệt vời. Quá trong vánh. Một cuộc lội dòng. Không biết đây sẽ là một cuộc lội ngược dòng từ đầu giải hay nhất từ trước đến nay hay không. Những thứ mà chúng tôi đang nói tại trận đấu này đó là tinh thần thi đấu của các cầu thủ TSP. Bắt đầu. Quá tuyệt vời cho tinh thần thi đấu này. Dẫn bóng tốt. FC Liên Minh dường như họ đã có tất cả trong tay nhưng rồi họ lại đánh mất. Không biết trận đấu này kết thúc với tỷ số nào. Nhưng chắc chắn tinh thần của các cầu thủ TSP là rất đáng khen. Họ dẫn trước bị 3-0. Và họ dẫn. Và họ cứ bàn lại 3-0. Tài ơi.
Liên Minh đã có sự thay đổi. Cầu thủ áo số 20 Vương vào sân. Và Chun Ka được rút ra nghỉ. Cột Thải. Tình huống dứt điểm truyền cho Cột Thải có ý đồ của Trương Độ Xe. Quay lưng lên, lưng đây. Quá tuyệt vời cho trận đấu này, ba đều. Hơi chần chừ. Vương. Trương Độ Xe. Vẫn là Vương. Làm gì? TSP đang là đội bóng có tinh thần tốt hơn. Kịp không? Đức Thiện trong hiệp 2 này được đẩy lên đá như một trung phong cắm. Và anh đã thể hiện được sự nguy hiểm của mình. Vẫn còn đang kịp hiệp. Đức Thiện và Đức Trọng đang là hai ngòi nổ nguy hiểm của TSP trong hiệp 2. Cất bóng tốt. Như chúng tôi đã nói, TSP đang là đội bóng đang có những ưu thế nhất định về tinh thần thi đấu. Khi mà họ đang liên tiếp cho mình có 3 bàn thắng trong thời gian rất ngắn của hiệp 2 thôi. Giang A Bá. Vẫn là Giang A Bá làm gì? Tuyệt vời. Hat-trick cho Giang A Bá và 4-3. Rất tuyệt vời. Thật sự với lối đá này thì FC Liên Minh rất khó bị bắt bài. Và liệu một lần nữa TSP có thể gỡ hòa được hay không? Hat-trick. Hat-trick cho số 10 Giang A Bá. Một phong độ rất cháy của Giang A Bá, gặp là đá, gặp là chiến của anh. Bóng lên. Làm gì? Dứt điểm đi, kịp không? Tình huống chủ động của Tiểu Đô Đô. Nghĩa Đô đã có lỗi của Nghĩa Dầu. Tiếp tục FC Liên Minh có những điều chỉnh về con người cũng như chiến thuật của mình. Phạt góc cho TSP. Làm gì? Dứt điểm. Tình huống dứt điểm tốt của cầu thủ áo số 19 Trần Minh. Giang A Bá trong sân đang có những điều chỉnh cũng như nhắc nhở đối với đồng đội. Nguy hiểm quá. Dứt điểm. Vẫn còn. Vẫn còn. Phá bóng lên. Một tình huống bóng rất nguy hiểm của các cầu thủ trước khung thành của thủ thành Tiểu Đô Đô. Làm gì? Tỉa mà ngoài điệu nghệ của cầu thủ áo số 22 Đức Thành. Giang A Bá. Vẫn là Giang A Bá. Giang A Bá làm gì? Vẫn còn. Dứt điểm đi. Một tình huống dứt điểm hơi gỗ của cầu thủ áo số 20 bên phía FC Liên Minh là Vương. Bóng quay trở lại với Giang A Bá. TSP có Đức Thiện thì giờ FC Liên Minh có Giang A Bá. Lục Hàng Kính số 36. Một chín một mười. Giang A Bá có hat-trick thì Đức Thiện có cú đúp. Không biết hai cầu thủ này liệu sẽ thể hiện những phẩm chất tốt nhất của mình hay không trong những phút còn lại của hiệp 2. Hùng Phản.
Giang A Bá đã có lỗi đẩy sau của Tiến Minh, của Trần Minh. Đá sớm là đẹp này, đá một trận sau là đẹp anh Vương ạ. Cái trận này đá sớm là đẹp này, đá một trận sau thôi thì đẹp hơn. Anh lại vào sửa lịch như thế. Giang A Bá, Nghĩa Dâu, tuyệt vời, lăm bà. Phong độ mà chúng tôi đã nói đến cầu thủ mang số 19 này, 18 này, Nghĩa Dâu. Tuổi tác của anh là có, nhưng phong độ của anh là nhất thời. 5-3 cho FC Liên Minh. TFP đang chứng lại Đức Thiện. Một tình huống dứt điểm và sát mép biên của Đức Thiện. Đang có sự chứng lại của TFP. Và FC Liên Minh liên tục có những tình huống phản công rất sắc lẹm và chất lượng của cho mình. Cất bóng tốt. Nghĩa Dầu. Và bóng rất tốt. Phá bóng chủ động của cầu thủ bên phía FC Liên Minh. Đức Thành. Đức Trọng. Vẫn đang là Đức Thành không được. Quang Thế. Quang Thế. Một tình huống dứt điểm rất tốt của Quang Thế, nhưng đáng tiếc cú sút lại đi không chính xác. Tiểu Đồ Đồ. Nghĩa Dầu. Ông già gần của FC Liên Minh. Ông chủ tiền giữa của FC Liên Minh. Và Giang A Bá. Tình huống cắt bóng tốt của thủ thành Hoàng Long. Vẫn còn Hàn Kinh. Nghĩa Dầu. Hàn Kinh. Xoay sở bóng tốt. Làm gì? Một tình huống dứt điểm có ý đồ của Hàn Kinh. Hùng Phan. Vẫn đang là Hùng Phan. Nguy hiểm quá. Vẫn còn. Dứt điểm. Vẫn còn cho TP. Làm gì đây? Đáng tiếc quá. Một tình huống dứt điểm lên trời của Quang Thế. Cơ hội là có cho TP. Nhưng họ cần phải chăm chút hơn. Nếu ít nhất là có thể giúp cho TP rút ngắn tỷ số. Giang A Bá. Vẫn đang là Giang A Bá. Giang A Bá chơi rất nhiệt. Di chuyển không biết mệt mỏi. Tà Sung Hữu Đột kiến tạo và ghi bàn. Khi cần Giang A có và khi có Giang A. Hàn Kính. Đây là Giang A Bá. Xoay sở bóng tốt. Giang A Bá. Không có cầu thủ cắt vào bên trong. Trung độ xe. Một tình huống cứa lòng của Trung độ xe. Tình huống cứa lòng của Trung độ xe. Nhưng đáng tiếc bóng lại chạm vào người của cầu thủ bên phía TFP. Làm gì? Không được. Bóng quay trở lại quyền kiểm soát của FC Liên Minh. Hùng Phản. Hùng Phản. Làm gì? Quả bóng không thành công. Quang Thế. Đức Trọng. Lại là tình huống dứt điểm của Đức Trọng. Từ đầu trận chờ Đức Trọng thực hiện rất nhiều những cú sút. Nhưng đáng tiếc những cú sút của Đức Trọng là không thực sự chất lượng. Hùng Phản. Đây là Nghĩa Dầu. Kinh nghiệm của Nghĩa Dầu, chiến thắng tuổi trẻ của Nguyễn Thành. Trời, rất kinh nghiệm của Nghĩa Dầu. Nghĩa Dầu. Đây là Hồng Phan.
hơi khó hiểu cho tình huống xử lý vừa rồi, nhưng vẫn đang là hàng kính. Giang A Bá đang có những khó chịu nhất định về lối chơi, về phong thái chơi của các cầu thủ bên phía FC Liên Minh. Cắt bóng tốt cùng phản. FC Liên Minh cần phải tập trung hơn. Ba bàn thua liên tiếp vừa rồi là những tình huống họ rất chủ quan trong phòng ngự. Vẫn đang là TSP. Làm gì đây? Tốc độ. Tốc độ của Vương. Nghĩa Dâu. Nghĩa Dâu. Không vào. Phản công cho TSP. Làm gì? Đức Trọng. Bóng vẫn trong chân của Đức Trọng. Đức Thiện. Không được. Một tình huống không thể thắng được kinh nghiệm của Hùng Phan. Với đẳng cấp của mình, Hùng Phan biết mình phải làm gì trong tình huống bóng vừa rồi. Hùng Phan. Vẫn đang là Hùng Phan. Hùng Phan. Tình huống xử lý hơi cá nhân của Hùng Phan. Và anh cần phải xử lý bóng nhanh hơn. Đức Thành. Đức Trọng. Không có gì nguy hiểm cả. Người nổ Đức Thiện đang có dấu hiệu bị đau sau tình huống va chạm của Hùng Phan. 29 thay cho 11. Anh ơi, 29 thay cho 11. Làm gì? Đức Trọng. Hùng Phan đỡ bóng rất điệu nghệ. Đã có va chạm. Đã có va chạm giữa Hùng Phan và cầu thủ áo số 3 Đức Thiện. Một tình huống chơi tiêu xảo của Đức Thiện. Và Hùng Phan không thích điều đó. Đó cũng là cách xử lý kinh nghiệm của Hùng Phan. Khi chính những tình huống đấy có thể giúp cho trận đấu được chậm lại hơn. Chơi theo ý đồ của FC Liên Minh. Khi bây giờ họ đang dẫn trước với tỷ số là 5-3 trước các cầu thủ TSP. Liên Minh đã có sự thay đổi người. Cầu thủ mang số 8 Bad Pro vào sân. Đức Thành. Cắt bóng tốt, đá Pipro. Mới được tung vào sân nên đá Pipro, thể lực của anh vẫn rất sung mãn. Đức Thành. Làm gì đây? Bình Thành cũng được tung vào sân. Đây là Quang Thế. Đức Trọng. Vẫn còn. Lại là kinh nghiệm của Hùng Phản. Thật sự với kinh nghiệm của mình thì FC Liên Minh dẫn trước là một điều không phải bàn cãi trong trận đấu ngày hôm nay. Những cái tên máu mắt của làng Phủi như là Hùng Phan, Giang A Bá và sự ra dơ của Nghĩa Dầu đang làm cho FC Liên Minh thật sự là một đối thủ đáng gờm với tất cả các đối thủ trong giải đấu Hội Nội Thất Ô Tô tranh cúp TSP 2020 này. Làm gì? Không được. Một tình huống căn ngang nguy hiểm của Vương nhưng không có cầu thủ nào cắt bóng vào. 93 vào 07 ra 93 vào. 93 vào 07 ra. Bán thằng này đâu? Đặng ơi chưa bán thằng này đâu. Vẫn còn. Không có gì nguy hiểm đối với khung thành của FC Liên Minh. Tiểu Đồ Đồ
Hùng Phan. Vẫn đang là Hùng Phan. Bá Pipro. Bá Pipro. Nghĩa Sâu. Tốc độ thoát người của Nghĩa Sâu. Nghĩa Sâu. Tình huống chuyền bóng hơi tối của Nghĩa Sâu. Phải chăng thể lực của anh không cho phép anh có những pha đột phá như lúc anh còn trẻ? Những thứ tuyệt vời nhất của phong độ. Phải chăng Nghĩa Dâu đã gửi lại với Thanh Xuân những đẳng cấp của anh là vẫn còn? Giang A Bá. Đang là Giang A Bá. Nhà bóng tốt. Hùng Pibro làm gì? Không có gì nguy hiểm cả. Phản công cho TSP. Trận đấu chính thức được kết thúc. FC Liên Minh giành chiến thắng với tỷ số là 5-3 trước các cầu thủ TSP. Người các cầu thủ ghi bàn cho FC Liên Minh là Giang A Bá, Nghĩa Dầu. Trực tiếp 60 phút tròn này. Và các cầu thủ ghi bàn cho TSP là Đức Thiện và Quang Thế. Đã 60 phút tròn không bù giờ. Cảm ơn quý vị và các bạn đã đón xem. Hẹn gặp quý vị và các bạn ở những trận đấu tiếp theo.